Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của FVN News. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này, xin gửi tới quý vị một sáng tác của tác giả Thanh Ngọc có tựa đề Nỗi tiếc hận của vợ Khương Tử Nha. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khương Tử Nha là một nhà quân sự và chính trị vĩ đại, vị khai quốc công thần của nhà Chu, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài hơn 800 năm. Ông lên núi tu đạo 40 năm, xuất sơn khi đã 72 tuổi, phò tá Chu Võ Vương phạt trụ, thọ tới 139 tuổi. Phong thần diễn nghĩa kể chuyện sau khi xuất sơn do tuổi cao, lại không có sở trường về nghề nào, ông đành tạm thời sống nhờ nhà một người bạn giàu có, hào hiệp tên là Tống Dị Nhân. Không muốn làm gánh nặng cho bạn, ông đã thử nhiều nghề để mưu sinh như đan giọt tre, xay tiểu mạch thành bột đem bán, mở quán ăn, bán trâu bò lợn dê, bói mệnh. Nhưng lần nào ông cũng gặp xui xẻo, thất bại ê chề. Sau này, nhờ tài tiêu diệt Tỳ Bà Tinh nên Khương Tử Nha được phong chức đại phu trong triều Trụ Vương. Nhưng Trụ Vương hoang dâm xa xỉ, lệnh cho ông giám sát xây dựng lộc đài. Khương Tử Nha xem bản vẽ, phát hiện ra lộc đài cao 4 trượng 9 thước, khoảng 15 mét, trên làm nhà quỳnh lầu ngọc, điện đài mái cong, còn dùng mã não, lát thành lan can, đá quý trang sức giường cột. Khương Tử Nha hết lời can gián Trụ Vương, mong nhà vua nghĩ đến cái khổ của muôn dân. Nhưng Trụ Vương nổi giận, toan dùng bảo lạc đốt ông thành tro. Tử Nha nhảy xuống lầu bỏ chạy, rồi trầm mình xuống sông. Trụ Vương đinh ninh ông chết đuối rồi nên không truy cứu nữa. Chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly. Phong thần diễn nghĩa hồi 18 kể rằng bấy giờ, Tử Nha độn thủy về trang viện của Dị Nhân. Vợ Tử Nha là Mã Thị nghe tin chồng về, vội ra đón tiếp. Nàng ngỡ Tử Nha còn đang làm quan nên trọng vọng lắm. Tử Nha nói, này ta đã thôi làm quan rồi. Mã Thị sửng sốt hỏi, vì cớ sao vậy? Tử Nha nói, thiên tử bảo tôi làm đốc công xây cất lộc đài, làm việc này tốn của tốn công dân chúng không biết bao nhiêu mà nói. Trong lúc đó, thiên tử lại chỉ nghĩ đến sắc đẹp, không kể đến việc mất còn thiên hạ, như thế bảo ta nghe theo sao được. Ta tìm lời can gián, thiên tử truyền đem ta xử bảo lạc, ta bỏ chức chạy về đây. Mã Thị giận nói, ông là lão thầy bói, thời may được vua thương phong chức, vinh hiển một thời, lẽ ra phải đem thân khuyển mã thờ vua, đền lại ơn thâm nghĩa trọng, khéo bắt chước người ta, học đòi lý sự, ra mặt càn vua để đến nỗi suýt vong mạng. Nay ông trở về đây là mang tội với triều đình, còn trốn ngõ nào được nữa để trở lại đời lão thầy bói già trước kia. Khương Tử Nha nói, làm trai chọn chúa mà thờ, Trụ Vương đã không phải chúa thánh, ta không thể làm một tôi hiền. Vậy vợ chồng ta nên trốn sang Tây Kỳ, tìm kế sinh nhai, đợi lúc gặp chân chúa ra phò cũng không mất vinh hoa phú quý đâu. Mã Thị ngước chồng nói, công danh trước mặt mà không biết hưởng, lại đi tìm một ảo vọng xa xôi. Vừa sai làm đốc công xây lộc đài, đã vừa lợi vừa danh giá, mấy người được vua tín nhiệm phó thác việc lớn, lợi không biết lợi, danh không biết danh, nay mất cả rồi, khéo làm tướng phách lối. Tử Nha nói, đàn bà chỉ biết cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại về sau. Công danh không chính đáng là công danh hão huyền. Tôi muốn tự tài tôi lập nên chức vị, không cần phải ở may mắn nào. Bà hãy theo tôi sang Tây Kỳ, bỏ trốn triều ca này cũng chẳng hại. Mã Thị giận nói,
Tôi là dân Triều Ca, không phải kẻ trôi sông lạc chợ mà quên tổ quên tông, bỏ quê bỏ xứ. Nay đã xui cớ sự như vậy, ông không thể ở đây được nữa, còn tôi cũng không thể theo ông đi xứ khác. Vậy từ đây, ai làm nấy ăn, ai sang ấy hưởng. Tử Nha nói, xưa nay hễ đàn bà con gái xuất giá tòng phu, chồng sang thì nhờ, chồng khó thì cam chịu, chồng đi đâu phải theo đó, vinh nhục có nhau. Tại sao bà lại có ý như vậy? Mã Thị nói, ông là kẻ có tội với triều đình, đang tìm nơi trốn tránh. Tôi là người ngay thẳng, không ai có quyền buộc tôi phải theo người có tội cả. Tốt hơn ông viết cho tôi một tờ ly dị, từ đây cầm sắt phân đôi. Tử Nha đau lòng nhìn vợ, nói, bà đừng nói quấy, tài tôi không phải với chức đại phu nhỏ bé như vậy đâu. Ngày nay tuy khổ, nhưng ngày mai nhất định hiển vinh. Tôi không nỡ lúc khó vợ chồng có nhau, đến lúc hiển vinh, mình tôi riêng hưởng. Mã Thị nói, ông được hiển vinh thì nhờ, phần tôi nghèo khó tôi chịu, ông cưới vợ khác để sau này phong làm nhất phẩm phu nhân. Tử Nha không biết nói sao, đành năn nỉ. Tuy vậy, Mã Thị đã cố tình oán ghét, một hai nằng nặc đòi làm tờ ly dị để tìm kế sinh nhai, không theo Tử Nha nữa. Tội nghiệp Khương Tử Nha, tuổi già long đong lại còn bị vợ khinh miệt từ bỏ. Ông một mình chạy đến Tây Kỳ, ẩn nhẫn chờ thời, thả câu bên bờ sông Vị. Cổ thư chép rằng, một ngày nọ, Chu Văn Vương đi săn, gặp Khương Tử Nha hơn 80 tuổi ngồi câu bên sông. Sau khi đàm đạo, Văn Vương thấy ông chính là người hiền tài, võ có thể an bang, văn có thể trị quốc mà từ Thái Công Đàn Phụ cho đến nay đang mong ngóng. Kể từ đó, Khương Tử Nha phò tá Chu Văn Vương trị vì muôn dân, rồi đến Chu Võ Vương phạt chủ, danh cao bốn biển. Nỗi tiếc hận muộn màng. Phong Thần Diễn Nghĩa hồi 98. Bây giờ nhắc lại Mã Thị, từ khi chê Tử Nha bất tài bất trí đòi tử hôn, sau về lấy một ông già làm rẫy tên Trương Tam Lão, vợ chồng sống đắp đồi qua ngày. Đến nay Võ Vương nhờ Tử Nha phạt trụ thâu một cõi giang sơn, thiên hạ đều nghe danh đàm luận. Ngày kia có một bà già lối xóm đến hỏi Mã Thị, người chồng trước của bà nay phò Võ Vương làm đến chức thừa tướng, tại sao bà không tìm đến nhờ cậy? Mã Thị nói, biết có phải ông ấy không? Bà hàng xóm nói, còn gì nghi ngờ nữa, người ấy là Khương Tử Nha, lúc thất thời ngồi câu ở Bàn Khê, sau đó Võ Vương rước về phòng làm thừa tướng. Mới đây Tử Nha phò Võ Vương hội chư hầu tại Mạnh Tân, chư hầu tôn Võ Vương, phong Tử Nha làm thừa tướng, vinh hiển nhất đời, ai lại không biết. Mã Thị nghe nói thẹn đỏ mặt. Bà hàng xóm lại nói, bà dại lắm, phải chi đừng bỏ đời chồng trước thì bây giờ vinh hiển biết chừng nào. Này người ta cao sang tột bực, còn bà thì hầm hút như vậy, thật đáng tiếc. Mã Thị hối hận vô cùng, bỏ vào phòng nằm một mình nghĩ thầm, tức vì mình có mắt mà không biết xem người. Bà hàng xóm nói phải lắm, thiệt ta vô phước. Bây giờ ta có sống đến 100 tuổi vẫn trong cảnh cực khổ này, đã vậy lại bị thiên hạ gièm pha châm biếm, thả chết cho khuất đi còn hơn. Xong lại nghĩ, hay là ta lầm, trong đời thiếu gì kẻ trùng tên, chắc gì lão già ấy đã làm nên việc lớn. Nếu nghe lầm mà chết thì cũng oan, chỉ bằng đợi chồng về hỏi cho rõ ràng đã. Đến chiều, Trương Tam Lão đi bán cải trở về, Mã Thị dọn cơm cho chồng ăn rồi hỏi, thiếp nghe Khương Tử Nha phò Võ Vương làm đến chức thừa tướng có phải không? Việc ấy quả có như vậy. Vừa rồi Khương Tử Nha đem 800 chư hầu đánh Triều Ca, diệt trụ Hưng Chu làm đến chức thừa tướng.
Lúc đó tôi muốn bàn với phu nhân đến yết kiến thừa tướng, xin làm một chức nhỏ, xong lại sợ người giận, khó lòng. Mã thị tức tối không an. Trương Tam Lão theo an ủi mãi, Mã thị vào phòng, dùng dây thắt cổ tự vẫn, hồn bay lên đài phong thần. Dạng ngày Trương Tam Lão mới hay, mở dây đem xuống chôn cất. Có bài thơ rằng: chồng vinh thì hiệp, nhục thời ly, nay mới ăn năn có ích gì, hổ mặt với đời đành tự vận, muôn năm còn để tiếng vô nghỉ. Đạo vợ chồng đồng cam cộng khổ. Trước khi Khương Tử Nha xuống núi, sư phụ của ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giữ ngôn rằng ông sẽ phải nhẫn chịu 10 năm chịu túng áo còn bâu. Tuy nhiên, Bĩ Cực Thái Lai 80 lẻ nửa mang đai ngọc, 90 sư ba buộc ấn hầu. Vì vậy, Tử Nha đã một lòng níu kéo vợ, không nỡ lúc khó vợ chồng có nhau, đến lúc hiền vinh mình tôi riêng hưởng. Tuy thế, Mã thị chỉ biết cái lợi trước mắt, không giữ đạo tam tòng, nên mới phải ôm nỗi tiếc hận về sau. Người xưa cho rằng vợ chồng là duyên trời định, cần hết lòng trân quý, sướng khổ có nhau. Khi chồng hưởng vinh hoa thì trọng vọng, điều ấy ai cũng làm được. Nhưng lúc chồng xa cơ lỡ vận, khốn khó nghèo hèn, người vợ có thể nhẫn nại bao dung, tảo tần giúp chồng vượt qua, ấy mới là người vợ hiền đức. Ngày nay cộng khổ, sau này mới có phúc đồng cam. Đó cũng là trời đang thử lòng người vậy. Cũng có người hỏi: vậy nếu rồi gặp người chồng bất tài, bây giờ chung cay đắng, sau này cũng chẳng thể hưởng ngọt bùi thì sao? Thực ra chuyện sinh tử phú quý trong đời đều đã được an bài dựa trên đức và nghiệp mà một người tích lũy từ tiền kiếp. Đời này có thể tích đức hành thiện, ăn ở hiền lành, không ngại thiệt thòi thì có thể chuyển họa thành phúc, xa dữ đón lành. Làm người cần tuân theo đạo nghĩa mà sống, chứ không nên ngả nghiêng vì danh lợi. Người vợ cần thủy chung tôn kính phu quân, và người chồng cũng cần yêu thương trân trọng thê tử. Người xưa giảng: vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc. Trong Lễ Ký có chép lời Khổng Tử: tam đại thánh thời cổ đại là Nghiêu, Thuấn, Vũ, lúc cầm quyền một mực đều tôn trọng thê tử, thuận theo đạo vợ chồng. Bởi vì mối quan hệ với thê tử là mối quan hệ chính yếu nhất trong các mối quan hệ thân tình, vậy thì sao có thể không tôn trọng thê tử được? Chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ này đến đây là kết thúc. Thì Linh xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và có giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.